Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại với kênh Thuật Về Tính. Trong video này tôi sẽ tiếp tục mở hộp một món đồ tôi vừa mua trên Shopee về. Đó là chiếc điện thoại mặt theo Juno Q7 mới được sale chính hãng, màu vàng với giá là bằng này đây, 66 nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong xem cho các bạn với cái giá này các bạn có đáng mua không nhỉ. Một chiếc mắt theo Juno Q7. Rồi, đây bên ngoài sẽ có những cái đặc điểm nổi bật của con máy này. Con này là kính cong 2.5D, camera kép này, Android 7.0, RAM 1GB và ROM 8GB nha. Con này có màn hình hiển thị là 5.34 inch, LCD 5.34 inch, mã màn là FGF Vega. Pin là 2000 Juno Q7 đây. Bên trong gồm có một sạc, một cáp USB, một tai nghe, một thẻ bảo hành, một ốp lưng, dây dẫn và một vỏ hộp. Ok, xuất xứ Trung Quốc năm 2018. Này nói chung khá lâu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong nha. Ok. Rồi, mở chiếc vỏ. Rồi cái này đã được bóc hộp rồi nha. Như này là đã có hộp rồi. Rồi sẽ gồm có một thân máy này, bên dưới này còn có một ốp lưng này, một thẻ bảo hành của Mattel. Rồi ok, thẻ bảo hành của Mattel nhé. Rồi hai thẻ bảo hành luôn. Cái này là cái thẻ gì thôi các bạn ạ, không phải thẻ bảo hành nhá, ứng dụng đọc sách quảng cáo gì. Này là thẻ bảo hành chính hãng nhá. Rồi các bạn sẽ soạn tên theo cú pháp AK4 email Juno Q7 8257 để kích hoạt bảo hành. Rồi để kích hoạt bảo hành nhá. Và tiếp theo sẽ có một bộ sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, bên trong gồm một cái chân sạc này, một tai nghe mình không nói đến nhé vì mình không thích tai nghe với loại này, một cáp USB và cuối cùng là một pin đi theo máy nhé. Rồi này, tí mình sẽ lắp và thử luôn nhé. Pin 2000. Cục sạc này thì nó output là AC 120V, 5Z 0.2A hoặc là 0.5 đến 1A này. Rồi, chân sạc bình thường thôi. Rồi, mình sẽ cất lại dây sạc nha. Rồi, sẽ hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì gồm có những toàn bằng tiếng Việt thôi nha các bạn. Gồm với những cái thông tin hướng dẫn các bạn sử dụng ban đầu, có thể hướng dẫn sạc, rồi là lắp thẻ SIM, rồi sử dụng những tính năng ở trong. Đó, cái này thì thường thì mình không hay mở xem những cái sách hướng dẫn sử dụng là mấy, vì đa số khi mua điện thoại về ít người xem những cái này lắm. Trừ trường hợp những cái nào khó dùng thì ta mới mở đến cái này được. Tạm thời bỏ qua cái quyển để sử dụng này nhé. Ok, tai nghe bỏ qua. Rồi, hai tay bảo hành cất nhé. Tay ốp lưng thì vừa rồi mình cất nhé. Tiếp theo đến sản phẩm chính chúng ta đây. Máy này theo thông số nhà sản xuất nó có gắn thẻ nhớ có thể hỗ trợ đến 32GB nha các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở đây, có kính cường lực
màn hình cong 2.5D. Ở bên trong sẽ có email và số SN nhỉ. Bây giờ mình sẽ lắp nhỉ. Rồi bên mình nói qua bên cạnh sườn, bên này cái nút này mình không rõ chứ. Đây, tăng âm lượng, giảm âm lượng ở đây, nút nguồn, nút này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi sạc nó xem nhá. Sau tí mình sẽ mở lại cho bạn xem bên trong nó nhá. Đây, ở đây mình mua thì màn hình nó hơi bị vết ở bên ngoài xước. Nhà cái này nó hình như là có cường lực. Đây, cường lực nhá. Sáng nó như kiểu màu vàng, nó như kiểu iPhone đấy các bạn. Đây, màn hình nó hiển thị. Rồi thì mình sẽ sạc xem nào. Sau khi đã sạc đây thì bây giờ tôi lắp vào rồi. Tôi sẽ mở nhé. Rồi tôi dí phím này và nút này nhé. Rồi ok, bây giờ bạn thả tay. Cái này thì người ta up from stock để cho nó về trạng thái xuất xưởng này, hoặc các bạn reset các bạn ấy. Rồi bây giờ ta bắt đầu lắp sẻ chim, bạn bỏ qua cái này. Sập phông to, rất là to. Cái này thì kiểu dành cho người già. Mục đích của cái máy này thì dành cho người già luyện tập hoàn toàn như mới. Rồi không bất kỳ, tiếp tục. Ok, tiếp theo. Rồi cái này các bạn tiếp theo nhé. Ngày tháng kệ, tên kệ lên nhé. Rồi mật khẩu thì các bạn để sau, vẫn bỏ qua. Rồi, email và thiết lập sau. Ok, rồi. Đây, bây giờ mình sẽ vào xem. Đây, người ta đã cài sẵn một cái STP Play, STV Play. Không biết là cái này làm gì, truyền hình. Rồi. Rồi, có YouTube này, có mấy những cái ứng dụng mà đi kèm theo, 1, 2, 3 và cái ứng dụng kèm theo này mình không biết gỡ được không nhá. Gỡ được các bạn nhé, đây gỡ cài đặt trên này, gỡ được nhé, gỡ cài đặt được. Bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt xem cái thông số chi tiết của con máy nhé. Rồi vào cài đặt. Chúng ta sẽ vào phần đây, giới thiệu điện thoại Android 7, Juno Q7 phiên bản Android 7 vá vào mật là 2018 nhé. Đây mình chưa kết nối wifi nên chưa số bản dụng Pastel Juno Q7. Nhìn chung thì nó cũng thật sự mà những cái dòng rẻ tiền thì các bạn không thể yêu cầu là cao được. Là như con này nó màn hình nó có kiểu như ta sử dụng cái màn hình nó hơi xước một chút thôi, chứ đằng sau nó vẫn nguyên vẹn lên. Chứ cái này bình thường các bạn mà mua một cái về chơi thì được, các bạn về trải nghiệm thì được. Cái này thì thích hợp với người già hơn nha. Đây, vì cái những cái phông chữ nó rất là to. Còn nếu các bạn mà yêu cầu chơi như cái này mình sẽ có những video test game cho các bạn xem nhé. Xem nó
มีตัดวิชีบริวารไฟเดนจังหวะเซนเนี่ย đây nó cái phông chữ nó rất là to. Mình sẽ vào thử những cái ứng dụng mà cần mã. Rồi đây nó sẽ cập nhật thời gian cho bạn. Rồi nó bắt đầu tải ngay ứng dụng này với số tiền là 626 thì các bạn có thể mua được một cái điện thoại Juno Q7 này, thì cũng mình đánh giá chung là tầm tuổi trung niên đấy, với giá tiền này là tương đối phù hợp, theo mình nghĩ là tương đối phù hợp. Còn nếu mà các bạn muốn yêu cầu game hoặc cấu hình cao, hoặc chơi game ấy, thì không nên mua cái này nhé, mình nói thẳng. Chứ không có cái nào là rẻ là các bạn chơi game mượt mà đòi hỏi cấu hình mượt được. Nếu mà các bạn muốn cấu hình mượt thì các bạn phải cấu hình nó phải hơn triệu, các bạn sử dụng những cái dòng Vsmart ấy, là những cái dòng đấy nó cũng, mình thấy nó rất là Oppo, Vivo cái kiểu ấy. Mình thấy dòng đấy nó cấu hình rất là cao mà giá lại rẻ. Rồi video mình xin tạm dừng ở đây. Các bạn thấy hay bạn bình luận bên dưới video và ủng hộ cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ cho mình nhé. Chào các bạn.